biết là đối với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với bản thân em á, em thấy thầy Phúc đẹp, đẹp trai giống như tài tử điện ảnh Brad Pitt. Nhưng mà em nghĩ là thầy Phúc không có thích em đâu chị. Sao cô lại nghĩ vậy? Chứ hồi nãy không phải cô nói là cô chấp nhận làm bạn gái của chú Phúc nhà tôi nếu mà chú Phúc nhà tôi đồng ý đúng không? Không, không cần đâu chị. Em chỉ cần thấy thầy Phúc vui vẻ, hạnh phúc nên em đã hạnh phúc lắm rồi. Mỗi lần em nhìn thấy thầy là tim em nhói đau. Em không cần thầy Phúc phải đáp lại. Em chỉ cần thầy Phúc hạnh phúc là em. Vậy là chúng ta đã có đáp án rồi. Cô giáo đã dành cho chú Phúc một sự lo lắng rất nhiều. Để cho cô giáo hoàn hảo đây và chú Phúc có thể đến được với nhau, con có một đề xuất như thế này. Em nghĩ đủ rồi đó chị. Đây là cuộc sống riêng tư của em, chị tôn trọng em đi. Ủa còn chị rảnh rỗi quá hả? Chị đâu có rảnh rỗi đâu, chị phải khảo sát đàng hoàng chứ. Chị còn dám quay phim người ta nữa kìa. Chị xin phép người ta cho quay phim hả? Đây là cuộc sống riêng tư của em mà, chị đừng can thiệp vô. Thì chị chỉ nói lên cái nỗi lòng của cô ấy thôi, nhiều khi cô ấy không dám nói. Ủa nói vậy là con không thích cô giáo dị hiền hả con? Bà, con xin thông báo với cả nhà, từ giây về sau cuộc sống riêng tư của con đừng ai xen vô hết á. Bà Phúc, bà nói vậy mà mày. Nè Hoàng Anh. Dạ. Trời ơi. Cô ơi, cô có sao không vậy? Dạ không sao hết. Dạ không sao. Em té vậy riết em quen rồi chị. Lúc nào cũng té sắp mặt hết vậy. Dạ bữa nay té nhẹ hơn mọi khi. Cô dễ thương quá à. Xin lỗi cô nha, tại vì hẹn cô hơi trễ. Không muốn làm phiền cái giờ giấc mà hẹn hò của cô mà. Hẹn hò chị nói vậy là sao chị? Cô đang quen chú Út nhà tôi mà. Đâu có đâu. Em không có. Chị nghe ai nói vậy chị? Cần gì giấu nữa, tôi thấy mà. Tôi thấy cô là chú Út hồi sáng nay. Hai người thân mật dữ lắm. Thật ra chị biết không, em với là thầy Phúc không có cái gì hết á. Tại vì em có hai cái vé để coi kịch. Xong rồi cái em rủ thầy Phúc đi. Tại thầy Phúc với em là thích văn nghệ lắm. Nhưng mà em với thầy Phúc là bạn bè bình thường thôi chứ không có cái gì hết trơn. Chị ơi, em đang nghĩ là chị đừng có đi nói tùm lum, chị đừng có đồn giùm em nha chị. Không có gì hết hả? Dạ không. Chà, vậy thì tiếc quá ha. Tôi còn muốn hai người hẹn hò công khai với nhau nữa. Tại vì hai người hợp với nhau dữ lắm. Hả? Hai người rất hợp với nhau luôn. Bắt đầu. Cái gì cho mà vỗ tay nhức đầu quá con? Để nghe vợ con nói có gì? Dạ, con là Hoàng Anh. Con là dâu trưởng trong gia đình mình. Cái gì vậy? Tự nhiên vỗ tay vậy? Con cảm thấy rất là buồn khi mà cuộc hôn nhân của chú Phúc, em chồng con bị đổ vỡ. Sao đổ vỡ mà vỗ tay? Cha con bên kỳ vậy? Dạ, con đã nghiên cứu và xem xét rất là kỹ cuộc hôn nhân của chú Phúc đây và thu thập tài liệu rất nhiều. Và bây giờ con mời cả nhà nhìn lên màn hình, sau đó mình sẽ thảo luận sau. Báo cáo về cuộc hôn nhân của Đức Phúc. Mục 1: tình trạng hiện nay của Đức Phúc. Độ tuổi 28. Tình trạng hôn nhân: đã ly hôn, gà trống nuôi con. Chiều cao 1m78. Tài sản riêng: căn hộ đồng sở hữu với vợ cũ. Ngoài ra không còn gì. Công việc: giáo viên thể dục. Khả năng quyến rũ phụ nữ: 30/100 điểm. Cái gì vậy, cái gì vậy? Nè, chị căn cứ vô đâu mà nói khả năng quyến rũ người khác giới của em có 30%? Căn cứ vô đâu mà nói vậy? Dạ thưa ba, thưa mẹ, thưa chú Phúc, thưa mọi người, một khi Hoàng Anh này làm việc thì dựa theo cơ sở khoa học hết. Con đã đưa những cái số liệu của chú Phúc vào một cái chương trình gọi là Nguyệt Lão Xe Duyên. Và chương trình đó đã khảo sát và đưa ra kết quả quá bèo như trên. Trời ơi, cái gì mà đánh giá thật con trai tôi thấp dữ vậy trời. Dạ do chú Phúc có con rồi đó mẹ. Nếu như mà chú Phúc không có con thì lên được 70%. Trời đất ơi, một mình thằng của Bo mà rỉ xuống hết 40% rồi hả? Nếu mà cái chương trình đó khảo sát vậy anh chắc khoảng còn 7% luôn ta. Em khảo sát anh rồi. Anh là khoảng
âm 12. Cười cái gì? Nếu mà ba mày âm 12 thì ông nội phải âm 29. Dạ thưa ba, thưa mẹ, thưa mọi người, chúng ta tiếp tục qua mục 2. Thưa mọi người, con cũng đã nghiên cứu khả năng quay lại của chú Phúc và Kim Chi, và con cũng đã bí mật khảo sát cũng như là nghiên cứu những suy nghĩ của em dâu trong thời điểm hiện tại là cái gì. Và đây, đây là sơ đồ. Phần lớn bây giờ em dâu suy nghĩ trong đầu là công việc. Em dâu đang suy nghĩ làm cách nào để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng hoặc là một nhạc sĩ nổi tiếng. Lâu lâu cũng có nhớ về Cuba một chút xíu. Em ấy nghĩ tới con mình chỉ đơn giản là với vai trò một người mẹ, và nghĩ về thu nhập hàng tháng. Ba cái này chiếm khoảng 80% suy nghĩ của em ấy. 20% còn lại là dành cho việc mua sắm, quen bạn trai mới, nhớ về Singapore và tất cả những vấn đề lặt vặt khác. Vậy thì chú Phúc sẽ xuất hiện trong suy nghĩ của em ấy vào lúc nào? Ở đây, suy nghĩ của Kim Chi bây giờ đang bị phân tán vào những cái chuyện lặt vặt rất là nhiều. Cho nên những cái suy nghĩ về chú Phúc chiếm một vị thế rất là ít ở trong đầu của Kim Chi. Vậy thì cơ hội mà Kim Chi và chú Phúc quay lại với nhau là bao nhiêu? Và bây giờ con khẳng định luôn với mọi người là không bao giờ quay trở lại được. Cho mẹ hỏi. Hỏi, giơ tay làm gì? Hồi nãy con nói trong não Kim Chi nó có xuất hiện bạn trai mới. Ủa vậy là nó có bồ mới hả? À, cái vấn đề đó thì mà con không bàn sâu vào được mẹ à. Nếu mà mình bàn sâu vào có nghĩa là mình xâm phạm vào đời tư của Kim Chi rồi, không nên. Và đây, đây là đối tượng mới con cập nhật với mọi người. Cô giáo Diệu Hiền, cô giáo của tụi nhỏ, một cô giáo rất là thú vị. Con đã điều tra rồi. Và đây là hồ sơ của cô giáo nè mọi người. Xem đi, mỗi người một bản nha. Đây, anh, con, chú Phúc. Nè. Thông tin ứng cử viên: Lê Diệu Hiền, nghề nghiệp giáo viên cấp 3, tuổi 26, sức khỏe tốt, ổn định, dạ con tốt, sinh nở khỏe, độc thân, và theo đánh giá của chương trình Nguyệt Lão Xe Duyên xếp loại A, điểm 85 điểm, là mục tiêu theo đuổi của nhiều người. Yeah, hợp lý. Đó, bà thấy chưa? Trái với lại cái sự lo lắng của ba, cô giáo Diệu Hiền có một sức khỏe ổn định, một công việc ổn định và được 85 điểm, một số điểm rất là ấn tượng, đúng không cả nhà? Mà nếu chúng ta đem so sánh chú Phúc và cô giáo tụi nhỏ, một cô giáo dạy ngữ văn ở trường cấp 3, 26 tuổi, một cái nghề rất là lý tưởng, thậm chí đây còn là người con gái ở vị trí ưu tiên đang được nhiều người đeo đuổi nữa. Còn chú Phúc nhà ta thì sao? 30 điểm, một số điểm khá thấp so với cô Diệu Hiền. Một người 30 điểm ghép đôi với một người 85 điểm sẽ có một sự chênh lệch đáng yêu. Mặc dù cái sự chênh lệch đó quá nhiều, nhưng mà không sao, hai người mà hợp với nhau thì cũng rất là ok. No, ok. Bây giờ câu hỏi đặt ra là một cô gái xinh đẹp hạng A như vậy có muốn lấy một chàng trai gà trống nuôi con như chú Phúc hay không? Một người như cô ấy tại sao lại muốn lấy thằng Phúc chứ? Điều quan trọng nhất là cô ấy đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đoạn clip sau đây. Em không biết là đối với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với bản thân em á, em thấy thầy Phúc đẹp, đẹp trai, giống như tài tử điện ảnh Freddy. Nhưng mà em nghĩ là thầy Phúc không có thích em đâu chị. Sao cô lại nghĩ vậy? Chứ hồi nãy không phải cô nói là cô chấp nhận làm bạn gái của chú Phúc nhà tôi nếu mà chú Phúc nhà tôi đồng ý, đúng không? Không, không cần đâu chị. Em chỉ cần thấy thầy Phúc vui vẻ, hạnh phúc là em đã hạnh phúc lắm rồi. Mỗi lần em nhìn thấy thầy là tim em nhói đau. Em không cần thầy Phúc phải đáp lại. Em chỉ cần thầy Phúc hạnh phúc là em. Vậy là chúng ta đã có đáp án rồi.
cô giáo đã dành cho chú Phúc một sự lo lắng rất nhiều. Để cho cô giáo hoàn hảo đây và chú Phúc có thể đến được với nhau, con có một đề xuất như thế này. Em nghĩ đủ rồi đó chị. Đây là cuộc sống riêng tư của em, chị tôn trọng em đi. Ủa con chị rảnh rỗi quá hả? Chị đâu có rảnh rỗi đâu, chị phải khảo sát đàng hoàng chứ. Chị còn dám quay phim người ta nữa kìa. Chị xin phép người ta chưa quay phim hả? Đây cuộc sống riêng tư của em mà, chị đừng can thiệp vô. Thì chị chỉ nói lên cái nỗi lòng của cô ấy thôi, nhiều khi cô ấy không dám nói. Ủa nói vậy là con không thích cô giáo Dị Hiền hả con? Bà, con xin thông báo cho cả nhà, từ đây về sau cuộc sống riêng tư của con đừng ai xen vô hết á. Bà Phúc, bà nói vậy mà mày. Nè Hoàng Anh. Dạ. Thằng Phúc nó không thích người nào xía chuyện đời tư của nó. Thôi chuyện của nó để nó tính đi, dẹp nó qua bên đi con. Còn anh, con phải đi xét nghiệm máu đi nghe chưa? Đứng nãy giờ đói bụng quá, cho con ăn cái gì được không? Bà đó coi, đi thử máu mà ăn trước sao thử. Nè, từ đây tới lúc mà đi thử máu, con mà ăn bất cứ thứ gì nữa thì đừng có nhìn ba. Gì căng vậy ba? Phải căng tuột. À thôi bà, đi thử máu đi, về thì muốn ăn gì mà làm cho. Bà cố lên bà, nó nhịn đi. Mẹ. À. Ăn. Ủa, à, ba. Cố lên mà ba. Thì được. À. Bài thuyết trình của mình quá hoàn hảo mà. Hoàng Anh ơi, mày giỏi quá. Bài thuyết trình của mình quá hoàn hảo, quá xuất sắc. Gì đó bà? Ơi, xí bát gà, cái món ông thích nè. Trời ơi, cái món này là món khoái khẩu nhất của tôi nè. Mẹ ơi, xong rồi. Con Phương khám sức khỏe xong rồi. Khám sức khỏe có chuyện gì không? Khỏe re bình thường, bây giờ con muốn ăn. Ồ, để mẹ múc cháo gà cho con. Khỏi luôn mẹ, để con. Cái gì? Trời ơi, đổi lắm rồi. Để mẹ lấy tô. Ngày khỏi luôn. Bán gì vậy ba? Đây là cái món khoái khẩu nhất của ba. Con xin lỗi nha. Nóng, nóng, con ơi, nóng. Tuyệt vời mẹ ơi. Nóng, cái này ngon. Cái này chấm với cái này ngon nè. Trời ơi, mẹ ăn gì chứ con heo vậy con? Trời ơi, con chừng phỏng con. Ăn gì chứ con heo vậy? Ngon mà ba. Heo mà cần thì Phúc phải đáp lại. Em chỉ cần thầy Phúc hạnh phúc là em. Chào thầy Phúc. Thầy Phúc không những đẹp trai giống Brad Pitt mà còn có tính chung thủy nữa. Tôi nói tiếng Việt chứ không phải là tiếng Campuchia đâu mà anh không hiểu nha. Đã ôm cũng đã quá trời kìa. Đi, ôi da. Cái đó là tiền anh để dành sau này anh lấy vợ. Điên hả cho mượn. Sắp tới mẹ cho anh em mình 25 cái vô chợ lận. Ý, vậy phận của anh là mấy cái? Anh có tiền tiết kiệm mà lấy chi nhiều. Tiền đó là tiền cưới vợ. Vậy thì anh giữ anh cưới vợ đi. Đóng xem tập 38 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 23 tháng 3 năm 2017 trên kênh HTV7. Hey!